Hi, xin chào mọi người đã quay lại với kênh Toàn Bán Xe. Thì hiện tại sau lưng em là những mẫu xe Rai 5 chỗ gầm cao của nhà Toyota. Và hiện tại tháng 2 này thì tại Toyota Đắk Lắk đang có những chính sách giá bán hỗ trợ cho tất cả các dòng xe Toyota. Và đặc biệt mẫu Rai 5 chỗ gầm cao sau một thời gian khan hàng do dịch bệnh cũng như là thiếu chip sản xuất thì bây giờ đã có rất là nhiều xe có thể giao tới quý khách hàng. Thì quý khách hàng có thể thấy phía sau em là các mẫu xe, các màu xe đang bán chạy nhất của mẫu Toyota Rai. Và hiện tại thì Toyota Rai đang có giá niêm yết cho phiên bản một màu là 552 triệu và phiên bản hai tông màu cũng như là màu trắng ngọc trai sẽ là 560 triệu anh chị em nha. Thì quý khách hàng nào đang muốn sở hữu chiếc Toyota Rai 5 chỗ gầm cao này thì hãy liên hệ em Toàn tư vấn bán hàng tại Toyota Đắk Lắk. Và mẫu xe Rai này rất là phù hợp cho những gia đình nhỏ, gia đình trẻ, những chị em phụ nữ thích xe 5 chỗ gầm cao với động cơ sử dụng là 1.0 turbo và hộp số mới cũng như là các trang bị an toàn trên chiếc xe thì sẽ rất là phù hợp cho các gia đình. Và giá lăn bánh của nó sẽ rơi đâu đó khoảng 630 triệu cho khách hàng ở khu vực Đắk Lắk và Đắk Nông. Thì mọi chi tiết cũng như là liên hệ về trả góp thì hãy liên hệ em Toàn tư vấn bán hàng tại Toyota Đắk Lắk.